Chính Audio xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay bên Chính Audio có về cái con Bose SoundTouch 20 series 2. Thì em sẽ làm cái video để em mở cái hộp của cái con Bose SoundTouch 20 series 2 này nhá các bác nhé. Em sẽ mở hộp và em sẽ quay rõ cái tình trạng của cái con loa này ạ. Cái điều khiển vẫn còn nguyên, chưa hề bóc nha các bạn nhé. Đây là con loa. Và phía bên trong thì chỉ còn phụ kiện là dây đấy ạ. Dây loa. Em sẽ quay chính đến con loa nha các bác nhé. Con này bản màu đen ạ. Đây ạ, con này bản màu đen đây các bác nhé. Mặt trước đấy ạ, mặt lưới với vải. Mặt lưới vải còn rất là đẹp. Chưa hề bị sờm vải này nhé các bác nhé. Chưa hề bị sờm bao giờ. Chưa có một vết nào sờm mà chưa có một vết nào bị rách vải ạ. Cái này em đang mang ra phía bên ngoài ban công em quay đấy ạ. Đấy, đây là mặt trước ạ. Đây là mặt bên hông ạ. Rất là đẹp luôn. Mặt thì màu đen và bên thân hông thì là màu gray nha các bác nhé. Cái màu xám đấy ạ. Và đây là bên hông, còn là bên này ạ. Đấy, em quay cái ánh sáng ở phía bên ngoài như này là nó sẽ rất là nét về cái việc là có xước xác ở đâu hay không. Đây là phía mặt bên trên của nó đấy ạ. Đây mặt bên trên nhé các bạn nhé. Đây là mặt bên trên đấy ạ. Bên trên có phím nguồn này, AUX và các phím để cài đặt cái đài từ 1 đến 4, giảm tiếng và tăng tiếng ạ. Hình thức rất là đẹp ạ. Và đây là phía bên dưới. Phía bên dưới đây nha các bác nhé. Đây. Nãy nó có mấy cái hạt bụi, em có lấy cái tay để em lau mấy hạt bụi đi đấy ạ. Phía bên dưới đấy ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Đây em sẽ quay xuôi lại để cho các bác nhìn nó dễ ạ. Con này là xuất xứ made in Mexico nha các bác nhé. Đây ạ, made in Mexico đây ạ. Con này các bác nào có thích thì xin mời các đây phía mặt sau đây ạ. Đây mặt sau đây em quay cho các bác. Đây là cái vết tay em sờ vào đấy ạ. Còn rất là đẹp luôn ạ. Long lanh luôn. Phía sau thì ở đây có cái phím cái rắc để cắm nguồn này. Rắc để cắm cái mạng LAN, có thể chơi có mạng LAN. Hai cái chân này thì để cài cái phần mềm ạ. Và một cái chân nhạc đầu vào là AUX in. AUX in nha các bác nhé. Con này thì em này phải quay đây như vậy, là xuôi rồi. Con này thì sử dụng điện từ 100V đến 240V. Nên là các bác thoải mái cắm các bạn. Nên là không sợ tình trạng là bị cắm nhầm cái nguồn điện. Rất là đẹp luôn ạ. Dạ vâng, em xin mời các bác nghe thêm cái đoạn nhạc ở phía sau. Em sẽ test cái đoạn nhạc cho cái con Bose SoundTouch 20 series 2 này nha các bác nhé. Mời các bác nghe nhạc cùng với em. Đấy, em dùng cái con này nha các bác nhé. Em đang kết nối với cái loa. em xin test một cái đoạn nhạc ngắn như vậy nha các bác nhé. Thì sau đây em sẽ test một cái bài nữa, nó sẽ có thêm cái phần lời để cho các bác có thể đánh giá được cái con Bose SoundTouch 20 series 2 này nó thể hiện cái giải bass, giải mid và giải chest nó ở cái mức độ như nào. Thì mời các bác tai nghe để có thể cảm nhận tốt nhất phần nào đó cái phần âm thanh của cái con Bose SoundTouch 20 series 2 này ạ.